Xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Loa Cỏ Xanh. Hôm nay anh em đến lắp đặt một chiếc loa cho một chị khách chủ của cửa hàng cà phê nước giải khát. Và sau đây anh em sẽ khiêng chiếc loa vào. Với nhu cầu của chị khách cần một chiếc loa để phát nhạc cho khách nghe và hát karaoke thì mình đã tư vấn cho chị chiếc BPT6910. Hy vọng là chị sẽ hài lòng với sản phẩm này. Hơi bị hoành tráng ấy nhở. Tối qua thì anh chị đến cửa hàng rất là muộn, khoảng 10 giờ. Và bên em đã tư vấn cho anh chị chiếc loa này. Thì rất hy vọng là chị gái sẽ hài lòng về sản phẩm. Chị kiểm tra xem có đúng như là cái chiếc loa hôm qua chị đã test ở cửa hàng không? Vâng, em cảm ơn chị. Bên em bán hàng thì cũng chủ yếu là dựa trên tin tưởng, rồi là uy tín của mình với tin tưởng của khách hàng thôi. Chị qua đây em hướng dẫn chị luôn về cái sử dụng nhé. Tức là bình thường nếu như mà chị sử dụng ở nhà mà cái nơi mà nó có điện lưới ấy, thì chị cắm cái này vào này. Thì bản thân là cái loa này công tắc nguồn nó sẽ có hai chế độ. Mình bật lên trên là mình dùng bình ắc quy. Ví dụ như chị đi dã ngoại, đi du lịch, đi sự kiện hoặc là đi chơi bời mà nó không có điện lưới ấy, thì mình bật lên mình dùng bình ắc quy. Còn nếu như chị sử dụng ở nhà mà quán thì mình có điện trực tiếp, chị ấn xuống đây cho em AC này, là mình cắm nguồn trực tiếp thì nó không qua bình ắc quy nữa. Và mình sử dụng điện lưới thì nó ổn định hơn và nó không bị ảnh hưởng đến cái tuổi thọ bình ắc quy. Đấy. Còn như hiện tại thì mình tạm thời mình cứ bật lên trên thì mình sử dụng bình. Thì khi bật lên thì cái loa nó luôn ở chế độ Bluetooth. Thì chị sẽ lấy điện thoại ra, chị tìm cái sóng của nó. Tên của nó luôn là Best Audio. Chị tìm cái sóng, chị kết nối vào đấy. Thì cái chữ Bluetooth này nó sẽ ngừng nháy thì đã kết nối rồi. Còn nó đang nháy này tức là nó chưa được kết nối. Thì ngoài ra nếu mà chị muốn cắm vào tivi hay cái đầu phát thì chị sử dụng cái cổng vào âm thanh này, input này, hai cái này. Và mình chuyển nó sang chế độ cắm dây là mình bấm vào cái nút này. Biểu tượng 20 tên ngược chiều. Bấm vào đây nó hiện lên AUH này là chế độ cắm dây. Nhưng mà chị là của chị là tivi của chị là kết nối wifi Bluetooth. Ok, thì tí nữa em sẽ kết nối Bluetooth cho chị. Để em hướng dẫn qua chị về cái đấy. Thế ngoài ra này có USB thẻ nhớ. Anh Hùng lấy cho em mượn cái. Có luôn USB. Là mình cắm vào đây mình phát nhạc trực tiếp luôn. Chắc là tặng thẻ nhớ có nhạc hay sao ấy. Đây, cắm vào đây nó sẽ tự động phát nhạc. Đó. Đây là USB. Vâng, USB. Có sẵn nhạc rồi nó tự động phát. Thế còn cái nút chỉnh này thì cái to này nhất là chỉnh âm lượng của nhạc chị nhé. Này, to nhỏ này. Này là bass chest này. Mình bass chest là cái âm cao, bass là âm trầm. Thế cái delay này là nhại của mic, echo là vang của mic. Mic bass, mic chest thì là âm trầm, âm cao của mic. Tức là chỉnh giọng, chị muốn giọng chị trầm hơn nên là cao hơn thì chị chỉnh hai cái này. Thế mic vô này là âm lượng của mic. GT vô là âm lượng của guitar, nhạc cụ. Thế này mình không dùng đến đây thôi, không cần quan tâm. Tức là loa thì nó sẽ có là một cặp mic không dây như thế này, đi kèm theo loa. Đó. Thế còn ngoài ra là mình cắm thêm được hai mic dây vào đây và hai nhạc cụ, có nghĩa tổng cộng loa này mình dùng được 4 mic tất cả. Nếu mình cần mình mua thêm mic dây mình cắm. Thế còn mic thì chị chỉ cần lắp pin và bật lên là nó tự bắt vào thôi, chứ mình không cần phải thao tác kết nối gì cả. Vì cái loa này thì em tặng cho chị một cái bộ pin sạc nhé. Đây, cái pin sạc này là em tặng kèm, mà không đi kèm loa em tặng kèm. Thì ưu điểm của nó là sạc ở pin này hay là pin khác cũng sạc. Pin này sạc được chị ạ, pin khác không sạc được. Có nghĩa là khi mà mình dùng hết thì mình lắp vào bộ sạc mình sạc. Chứ cái pin dùng một lần thì nó tốn kém lắm, mình hát nhiều mình thay liên tục. Thứ hai là tuổi thọ nó không được lâu như pin này. Pin bình thường chỉ dùng khoảng 2-3 tiếng thì pin này mình dùng được 4-5 tiếng thoải mái. Bao giờ mà cái pin này chẳng may hỏng thì mua của bọn em được? Có đó. Em có bán ạ. Đây, chị bật lên này, bấm giữ khoảng 2 giây, bật lên nó tự động bắt với nhau, bật với loa. Đây là mic hiện tại đã bắt với loa rồi. Lực 1 2 3 4. Tất cả cái này chị cứ chỉnh làm sao đó là mình hát thì phù hợp nhất. Còn hiện tại em đã chỉnh này là để mức khoảng 50% là nó ok nhất với mọi người rồi. Cho tất cả mọi thứ về giữa là ổn. Về giữa thì là nó trung tính nhất, có nghĩa là nhiều người dùng được nhất, phù hợp với nhiều người. Đây là những cái tính năng thông dụng. Thế còn ngoài ra thì đằng sau của nó là cái khe chứa bình ắc quy. Thì con này nó dùng bình 20A thì chị dùng khoảng 4 đến 6 tiếng phát nhạc ở ngoài trời. Nếu mai bình nó chai thì mình phải tháo ra lại. Thực ra thì công suất nó rất là lớn. Cho nên là nếu mà chị nghe nhạc như này thôi nó được hơn 10 tiếng. Rất lâu. Nhưng mà hát nó to thì nó chỉ 4 đến 6 tiếng thôi. Công suất nó lớn hơn. Con này thì nó khá là nặng đấy, tầm khoảng gần 50 cân đấy. Nhưng mà chị cứ kéo đẩy thoải mái thôi. Đây nó có bánh xe.
anh Hùng có thể kết nối Bluetooth và anh hát một bài để tặng chị. Hay đấy. 6722. Thôi tất cả cái để cho tự nhiên chị ạ. Khách hàng của em thì người ta cũng mong muốn là mọi thứ là không dàn dựng tự nhiên. Mạnh dạn là hát tặng riêng chị, bởi vì chị là bông hoa đẹp nhất hôm nay. Tặng chị một cái khúc Hoa Trinh Nữ Nhân nhé. Đây là chị đi cầm nón xin tiền nhỉ? Vâng. Quán này là không phải là bán sữa chua caramel cà phê nó không nhá. Bán các loại cà phê sữa chua chân châu, các kiểu là trà chân châu. Ủng hộ mình nhá. Mua cũng phải mua một cái cho nó xịn sò, phải đi thuê chứ. Đúng rồi. Ở cái không gian quán của chị thì chiếc loa này chỉ vận hành ở mức âm lượng là 40% thôi, và nghe thực sự nó rất là thoải mái rồi. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang số bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặt mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cũng vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng xạ lì trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Chị tặng lại em một bài đi. Không, chị hát hay mà. Hôm trước chị hát, hôm qua chị hát ở nhà em hay mà. Chị cứ hát đi. Anh bật vào bài cho chị hát. Chị hát bài gì nhỉ? Tối hôm qua có đến để thử rồi, sao hôm nay mình quyết định tỉnh lại. Dòng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh. Chị khách có giọng hát rất là truyền cảm. Vậy mà chị cứ khiêm tốn là chị hát không hay. Từ khi gặp em anh buồn, mời anh chị nha. Lòng anh thầm nghe vẫn vui, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ trà ngon nhạc hay này còn gì bằng nữa nhỉ. Đành uống môi cứ từ đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Hay gì ạ? Hay. Như hôm qua lúc đầu chị thử cái con DVA đúng không? Hát kém xa con này luôn. Gặp em từ buổi xem dòng ca ngọt em xin bao, lời ca bóng bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao đau nào. Đẹp như
những giấc mơ thường nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn. Từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày. Rất cảm ơn chị. Giọng hát của chị đã hay rồi. Kết hợp với cái loa nữa nó lại càng hay. Bọn em khen thì bỏ là ấy. Chị em bây giờ thì nó là của chị rồi. Ok. Anh ơi anh bưởng hàng cho em đi. Mở bát đấy ạ. Từ nãy giờ khi được kiếm cái nón này ạ, đi cắp khỏi khu xin. Thôi nhưng mà chân thành cảm ơn loa... Loa cáo xanh. Cảm ơn. Đã tư vấn cho chị cái loa này, chị rất là ưng ý. Thực ra chị mới mở quán này thôi, khách thì cũng chưa có. Nhưng mà chị mua cái loa này về với hy vọng là khách hàng được nghe âm thanh tốt nhất. Và chị cũng là người rất là đam mê hát. Thế mà chị sẽ hát hàng ngày. Sẽ giới thiệu cho bọn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị bắt đầu chị cũng có rất là nhiều những cái loa kéo nhưng mà nhỏ thôi. Nhưng mà chị cảm thấy là không đã trong không gian này. Đúng rồi. Thế này là mình có thể vừa nghe nhạc tới tách mà vừa hát được. Khách đến mà thích hát là mời hát luôn. Tối qua chị có đến cửa hàng em ấy, thì là chị cũng bảo là quán cửa hàng của chị cũng nhỏ thôi, thì chị cũng định lấy một cái loa nhỏ. Nhưng mà em cũng tư vấn cho chị là loa nhỏ nhưng mình bật lo thì nó không thể hay bằng loa to nhưng mình bật vừa phải. Chiếc loa này chị cần chỉ dùng khoảng 50% công suất thôi, nhưng mà nghe nó rất là hay. Chị hôm qua chị cũng định chỉ mua cái tầm khoảng 5 triệu thôi. Dạ vâng. Nhưng mà khi mình nghe thử âm thanh thì chị thấy cũng hay. Nhưng mà để mà hát cũng được, nhưng mà để mà hát thật sự hay là cái này. Nghe nó không khác gì cả. Đúng rồi. Nó nâng giọng của mình, nó nâng giọng của mình. Giọng mình không cần khỏe, không cần phải như ca sĩ nhưng mà nó hát vào. Giọng chị thì em thấy là cũng là ok rồi, khá là ok rồi. Nhưng mà khi mà hát được cái loa mà mic nó tốt thì mình hát nó nhẹ nhàng mà nó hay hơn nữa. Em rất là cảm ơn chị và cũng chúc cho cửa hàng của chị từ cái tâm của người bán hàng giống kẻ của em cũng giống như chị thôi. Và chị mua một cái loa tốt về để phục vụ cho khách đến có được cái âm thanh chất lượng. Thì đó cũng là cái tâm của người làm dịch vụ. Và chúc chị thành công. Cảm ơn em. Còn chị là bảo hành mới nhất, chuẩn cho chị nhé. Vâng, có gì chị cứ gọi alo em, số điện thoại trong hóa đơn đấy. Cửa hàng chị biết rồi, cửa hàng em nhiều nhỉ. Bao giờ mà... Bây giờ có tiền mở quán to hơn lại, đổi cái to hơn. Đúng rồi, vâng ạ. Bao giờ mà em có dịp mà ra đây uống cà phê ngon, cà phê sạch của chị thì em hy vọng hai chị em mình lại sóc ca một ca khúc. Chị, nhưng mà thật sự đây này, cà phê của chị thì cũng rất là ngon. Bởi vì nhà chị ở đây là nhà của mình, làm rất là có tâm, mình không phải thuê cửa hàng các thứ. Nhưng mà cái ngon nhất của nhà chị đó là cái trà của cụ. Chị là làm trà, nhà chị là sản xuất trà của cụ. Thế là bọn em uống ly trà có thấy nó khác hả? Vâng. Sàn tuyết đấy. Lúc nào qua đây chị mời trà. Vâng. Thế chị cảm ơn các em. À, vâng. Chúc các em làm ăn phát đạt. Cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị nhé.